Chào mừng quý vị đã tiếp tục đến với bản tin FBNC. Thưa quý vị, trước nhiều ý kiến bức xúc về tình trạng các trạm thu phí BOT, tức xây dựng kinh doanh chuyển giao trong thời gian qua, nhất là khoảng cách giữa các trạm thu phí còn quá dày, Bộ Giao thông Vận tải cho biết trong năm nay sẽ điều chỉnh các trạm thu phí chưa đảm bảo khoảng cách. Hiện cả nước còn 11 trên 71 trạm thu phí chưa đảm bảo khoảng cách, Bộ Giao thông Vận tải sẽ tiến hành rà soát và điều chỉnh lại các trạm này trong năm nay. Mức thu phí tại các trạm đang thu tạm thời sẽ không tăng phí theo hợp đồng 3 năm một lần. Với các dự án chuẩn bị thu, Bộ sẽ kéo dài tối đa thời gian hoàn vốn để ít nhất bằng hoặc không cao hơn các trạm hiện nay. Theo như kế hoạch, thời gian tới sẽ áp dụng công tác thu phí không dừng, do vậy sẽ đảm bảo việc minh bạch hơn trong hoạt động này. Xin được chuyển sang một thông tin khác thưa quý vị. Hiệp hội Dệt may Việt Nam Vitas vừa có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về đánh giá tình hình doanh nghiệp dệt may và đề xuất tháo gỡ khó khăn cho hoạt động của các doanh nghiệp. Trong đó, đề xuất Chính phủ cấp phép các khu công nghiệp dệt may lớn từ 500 đến 1.000 hecta. Để giúp doanh nghiệp dệt may tận dụng được cơ hội và vượt qua thách thức từ các hiệp định thương mại tự do mang lại, Vitas kiến nghị nhà nước điều chỉnh chiến lược, quy hoạch phát triển ngành nghề dệt may đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo hướng dài hạn hơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040, do nhiều mục tiêu trong chiến lược trên đến nay đã quá lạc hậu. Vitas cũng đề nghị chính phủ thống nhất quy hoạch và cấp phép các khu công nghiệp dệt may lớn từ 500 đến 1.000 hecta để kêu gọi và thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào các lĩnh vực sản xuất sợi, vải, nhuộm, tránh các trường hợp các địa phương tự quy hoạch, cấp phép chồng chéo, hỗ trợ lãi vay cho doanh nghiệp đầu tư vào các trung tâm xử lý nước thải tại các khu công nghiệp này. Hiệp hội cũng kiến nghị phát triển hạ tầng giao thông, kết nối các khu công nghiệp dệt may lớn với các cảng trung tâm giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu để giảm chi phí. Mới đây, Hiệp hội Dệt may cho biết hàng loạt khách hàng dệt may đã chuyển đơn đặt hàng từ Việt Nam sang Myanmar và Lào để hưởng thuế suất ưu đãi hàng đi châu Âu và Mỹ. Nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa phải đóng cửa vì mất khả năng cạnh tranh. Thưa quý vị, chính thức có chủ trương phát triển vào những năm 2008 và 2009, điện hạt nhân được xem là giải pháp cần thiết cho Việt Nam trong bối cảnh nhu cầu năng lượng ngày một tăng cao. Nhưng tiềm năng thủy điện đã gần như cạn kiệt, nhiệt điện thì bị áp lực bởi bài toán môi trường và nhiên liệu. Còn các nguồn năng lượng tái tạo khác có phí đầu tư khá cao mà công suất lại thấp. Tuy nhiên, việc làm điện hạt nhân cũng không hề đơn giản, nhất là sau sự cố rò rỉ phóng xạ tại nhà máy Fukushima ở Nhật Bản vào năm 2011. Năm 2011, trận động đất và sóng thần Sendai đã làm nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 tại Fukushima, Nhật Bản gặp sự cố. Chính phủ Nhật Bản đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp điện hạt nhân và di dời tổng cộng gần 200.000 người để khắc phục. Nhiều nhà khoa học trên quốc tế đánh giá sự cố Fukushima đã tác động sâu sắc đến tiến trình phát triển của ngành điện hạt nhân trên thế giới. Tuy nhiên, không như nhiều lo ngại, các dự án điện hạt nhân mới vẫn tiếp tục được đầu tư. Phải nói là tuy rằng là sau cái Fukushima thì ta thấy vẫn cái số lượng các nhà máy hàng năm được khởi công xây dựng ở trên thế giới, đặc biệt khu vực châu Á là rất là đáng kể. Và những nước đã có cái chính sách và cái quyết định ở cấp quốc gia về điện nhân, họ vẫn tiếp tục đi theo cái con đường là phát triển điện nhân. Và ta thấy rằng điện nhân nếu ta làm tốt, làm an toàn hiệu quả thì nó sẽ phát huy được cái thế mạnh rất nhiều trong tương quan với các cái nguồn năng lượng khác, đặc biệt là vấn đề góp phần vào việc giảm thiểu cái phát thải các cái khí gây hiệu ứng nhà kính. Tính đến tháng 3 năm 2016, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cho biết hiện đang có 442 lò phản ứng sản xuất điện hạt nhân tại 31 quốc gia và vùng lãnh thổ đang vận hành. Cùng với đó, 66 lò phản ứng mới đang được xây dựng. Ngay tại Đông Nam Á vào tuần trước, Hội đồng lập pháp quốc gia Thái Lan vừa thông qua luật năng lượng hạt nhân vì hòa bình mới, mở đường cho nước này khởi động lại kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên sau khi dự án bị đình chỉ vào năm 2011 vì vụ Fukushima. Không khó để lý giải vì sao điện hạt nhân vẫn là giải pháp được nhiều nước chọn lựa, bởi vì không chỉ cắt giảm được khí nhà kính, từ bỏ sự lệ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, cho đến nay điện hạt nhân vẫn là giải pháp khả dĩ nhất về mặt hiệu quả kinh tế khi đầu tư. Theo ước tính của Cục Năng lượng Nguyên tử, Bộ Khoa học và Công nghệ, để xây một nhà máy điện hạt nhân ở Việt Nam tiêu tốn khoảng 10 tỷ đô la Mỹ. Đây thực sự là một con số không nhỏ. Tuy nhiên, vấn đề được chính phủ và các chuyên gia quan tâm hơn chính là đầu tư thế nào cho an toàn, nhất là khi sự cố tại Fukushima chỉ mới diễn ra cách đây 5 năm. Trong cuộc gặp gỡ gần đây với báo chí, để giải tỏa các ái ngại, đại diện Cục Năng lượng Nguyên tử và Ban quản lý dự án điện hạt nhân Ninh Thuận của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết, đang có những cân nhắc hết sức thận trọng trong quá trình nghiên cứu xây dựng nhà máy Ninh Thuận 1, từ nền tảng pháp lý đến thời gian, nhân lực và công nghệ. Ông Nguyễn Mạnh Hùng,
Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Điện Hạt nhân Ninh Thuận cho biết, sau sự cố Fukushima, IAEA đã đề ra 19 tiêu chuẩn cơ sở hạ tầng để được phép xây dựng một nhà máy điện hạt nhân mới. Đồng thời, chính phủ cũng đã đưa ra các lưu ý cho quá trình lập dự án. Sau cái sự cố Fukushima, thì chính phủ có yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam là phải kiểm tra thật kỹ cái vấn đề an toàn. Và đồng thời, chúng tôi phải tuân thủ theo một cái hướng dẫn của cơ quan nguyên tử năng quốc tế rằng là tất cả các cái dự án sau Fukushima đều phải đưa những yếu tố, những tác động tương tự như Fukushima vào dự án. Chính vì vậy thì chúng tôi đã yêu cầu tư vấn thực hiện cái điều đó trong hồ sơ dự án đầu tư. Ông Hoàng Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Năng lượng Nguyên tử cho biết, sau sự cố Fukushima, Việt Nam cũng đã trực tiếp làm việc với chuyên gia Nhật Bản để rút kinh nghiệm. Sự cố điện hạt nhân Fukushima Nhật Bản có tác động rất sâu sắc đến toàn bộ cái ngành điện hạt nhân trên thế giới. Thì đối với Việt Nam cũng đã nghiên cứu cái bài học đó do Nhật Bản và phối hợp với IAEA đúc kết lại, và một trong cái bài học sâu sắc làm sao mình phải có một cái nguồn nhân lực vừa giỏi về chuyên môn, về quản lý cũng như là có cái văn hóa an toàn. Đồng thời có một cái hệ thống pháp lý đầy đủ hoàn chỉnh, trong đó có cái việc là phát triển cái cơ quan về pháp quy hạt nhân có đủ năng lực để mà giải quyết cái việc cấp phép cho xây dựng cũng như cho vận hành các nhà máy điện hạt nhân. Cục Năng lượng Nguyên tử cho hay, 19 tiêu chuẩn mới về cơ sở hạ tầng mà IAEA đặt ra khi xây nhà máy điện hạt nhân đều đang được Việt Nam triển khai để đáp ứng. Cục trưởng Hoàng Anh Tuấn cũng công nhận, không chỉ phải tuân thủ các áp lực cao về nguyên tắc an toàn của quốc tế, là một quốc gia đi sâu như Việt Nam cũng còn có thêm những thách thức riêng. Đặc biệt là Việt Nam chưa hẳn là một nước công nghiệp hóa, trong khi đóng góp của công nghiệp hóa vào điện hạt nhân rất quan trọng, vì đây không chỉ là một ngành công nghiệp mà còn là ngành công nghiệp đòi hỏi kỹ thuật cao. Ngoài ra, trong một thời gian dài, chủ trương điện hạt nhân chưa quyết liệt và rõ ràng, nên nhiều chuyên gia, nhà khoa học ngành năng lượng nguyên tử đã đến tuổi về hưu hoặc chuyển sang công tác khác, nên đây là lúc Việt Nam phải gây dựng lại đội ngũ nhân lực cho điện hạt nhân. Với ngần ấy những cân nhắc, hồi tháng 3 vừa qua, chính phủ đã quyết định điều chỉnh quy hoạch điện 7, trong đó mục tiêu sẽ phát điện tổ máy điện hạt nhân đầu tiên vào năm 2028, thay vì năm 2020 như kế hoạch trước đây, một khoảng lùi để Việt Nam thực sự sẵn sàng về mọi mặt. Tuy nhiên, nói đi cũng cần nói lại, vì là nước đi sau nên Việt Nam có cơ hội chọn các công nghệ mới nhất thuộc thế hệ thứ 3 trở lên, được nâng cấp sau khi rút kinh nghiệm từ Fukushima. Đơn cử như nhà máy Ninh Thuận 1 dự kiến sử dụng công nghệ AES 2006 của Nga. Thì hiện nay chúng ta có thể lựa chọn được những cái công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay ở cái thế hệ 3+, là nhiều nước đã đầu tư nghiên cứu sau các cái tai nạn như Chernobyl năm 1986, sau Fukushima, thì những cái giải pháp để nâng cấp cái độ an toàn của điện nhân giới đã được cải thiện hết sức đáng kể. Và có thể nói rằng là cái xác suất để xảy ra một cái tai nạn có thể gây đến những hiệu ứng như nóng chảy nhiên liệu nó giảm thiểu đến hàng trăm lần. Đối với dự án của Nga thì chúng ta đã có một cái định hướng chọn một cái công nghệ AS 2006 phiên bản 491. Công nghệ này nó hoạt động theo một cái nguyên tắc là an toàn thụ động và kết hợp chủ động, và có bảo vệ theo nguyên tắc 5 lớp theo chiều sâu, và có một cái giải pháp là nhốt chặt phóng xạ trong trường hợp có sự cố thông qua một cái bộ phận mà người ta gọi là core catcher, tức là bộ phận là hấp thụ và nhốt chặt phóng xạ, không cho phóng xạ chạy ra ngoài như là hiện tượng Fukushima vừa qua. Ban quản lý dự án điện hạt nhân Ninh Thuận cho biết, hiện dự án Ninh Thuận 1 đã được trình hồ sơ dự án đầu tư cho Hội đồng Thẩm định Nhà nước vào tháng 9 năm 2015 và đang chờ ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền. Trong khi đó, dự án Ninh Thuận 2 đang được Ban quản lý thẩm tra nội bộ và sẽ trình Hội đồng Thẩm định Nhà nước trong năm nay. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa kiến nghị lên Chính phủ về việc đặt trụ sở Sở Giao dịch Chứng khoán Sao Hợp Nhất, tức Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh là nơi khai trương thị trường chứng khoán đầu tiên tại Việt Nam. Giá trị vốn hóa của đơn vị này khá cao, chiếm đến hơn 88% giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu cả nước. Theo phía Ủy ban, ở các nước khác, các sở giao dịch chứng khoán thường có trụ sở đặt tại các trung tâm tài chính quốc gia. Trong khi đó, tại Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, hoạt động kinh doanh năng động và sôi nổi. Do vậy, việc đặt trụ sở giao dịch chứng khoán Việt Nam tại đây là hợp lý. Hiện phía Bộ Tài chính và thành phố đã đầu tư cơ sở vật chất, chuẩn bị cho việc thực hiện kế hoạch nói trên. Sau đây là thông tin của thị trường chứng khoán.
Chứng khoán hai sàn tiếp tục giảm điểm trong phiên giao dịch đầu tuần. Lực bán tăng trong khi cầu vào yếu khiến cho nhiều cổ phiếu rơi vào tình trạng giảm giá. Hoạt động giao dịch toàn thị trường diễn ra khá trầm lắng. Khởi động phiên giao dịch đầu tuần, chỉ số VN Index biến động dạng co nhẹ. Không lâu sau, thị trường đạp sâu hơn khi các cổ phiếu vốn hóa lớn như Vincom, Bảo Việt cùng nhóm ngân hàng đồng loạt chìm trong sắc đỏ. Giao dịch trên sàn diễn ra trầm lắng, thanh khoản gần như cạn kiệt khi cả bên mua lẫn bên bán không cho thấy sự mặn mà với thị trường lúc này. Bước sang phiên chiều, tình hình không khả quan hơn. VN Index tiếp tục lùi dần về mốc 610 điểm trước sự thận trọng của giới đầu tư. Nhóm ngành dầu khí và ngân hàng là nguyên nhân chính kéo giảm chỉ số. Về cuối phiên, cổ phiếu Vincom đã lấy lại sắc xanh, Bảo Việt và Vinamilk đều giữ được ở mốc tham chiếu. Đóng cửa thị trường, VN Index giảm 0,6% xuống còn 611,03 điểm. Khối lượng giao dịch sụt giảm mạnh chỉ còn sắp xỉ 100 triệu đơn vị, tương đương gần 1.800 tỷ đồng. Tại sàn Hà Nội, sắc xanh chỉ được duy trì vào đầu phiên. Sau đó, HN Index giảm điểm hẳn, lực bán chiếm ưu thế trong khi cầu vào yếu, nên các cổ phiếu chủ chốt khó có thể đảo chiều tăng trở lại. Hoạt động giao dịch trên sàn cũng diễn biến thiếu tích cực. Khép phiên, HN Index giảm 0,6% về mốc 81,27 điểm, thanh khoản đạt hơn 530 tỷ đồng, ứng với chưa đến 44 triệu đơn vị. Thưa quý vị, một thông tin khác được giới đầu tư chứng khoán đang rất mong chờ. Sau phiên họp đại hội cổ đông thường niên cuối tuần qua, quyết định nới room ngoại 100% của đại gia ngành sữa Việt Nam đã được xác nhận. Hiện doanh nghiệp này đang hoàn tất thủ tục nâng room. Ngay tại đại hội cổ đông hôm cuối tuần qua, công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk đã thông báo đang hoàn tất thủ tục để nâng tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài, tức nới room ngoại lên 100% vốn điều lệ. Đáng chú ý, việc nới room lên 100% này hoàn toàn do hội đồng quản trị Vinamilk quyết định mà không cần đại hội đồng cổ đông thông qua, bởi theo quy định hiện nay, chỉ những doanh nghiệp nâng room ngoại lên mức dưới 100% thì mới cần xin ý kiến biểu quyết của đại hội đồng cổ đông. Tôi mong đợi cái điều này xảy ra, vì như vậy mình sẽ có thêm nhiều cổ đông chất lượng tham gia vào công ty, và công ty sẽ lớn mạnh lên tầm mức mới ở toàn cầu. Tuy nhiên, bên cạnh những cổ đông phấn khích dưới quyết định mở room, vẫn còn những băn khoăn về khả năng thoái vốn của cổ đông lớn nhất hiện nay là Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước SCIC, để đại gia ngành sữa này thực sự cất cánh. Thì đối với tôi, mở cho người nước ngoài hay là các cá nhân qua trong nước không quan trọng. Quan trọng rằng là với những cái lĩnh vực nào nhà nước không cần giữ cái độc quyền kiểm soát nữa thì rút vốn ra, và đây là điều kiện tiên quyết cho một công ty có thể hoạt động minh bạch và song phẳng trong thị trường. Và Vinamilk là một ví dụ. Những người lãnh đạo cao nhất của Vinamilk cũng cho hay, lộ trình thời điểm thoái vốn nhà nước tại Vinamilk là thẩm quyền của SCIC, Bộ Tài chính và Chính phủ. SCIC hiện là cổ đông lớn nhất của Vinamilk với số vốn nắm giữ chiếm hơn 45%, và phần cổ tức mà SCIC được hưởng cho năm 2015 đạt hơn 3.200 tỷ đồng. Tiếp theo sau, Quang Vinh xin được gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý của châu Á. Dù GDP quý 1 tăng mạnh hơn dự báo nhưng kinh tế Nhật vẫn còn đối mặt nhiều khó khăn. Iran vẫn tuyên bố không đóng băng sản lượng sản xuất dầu thô để hồi phục giá dầu.